Chào cả nhà. Chào cả nhà. Này mấy anh em mình đi khu vực này của Bình Sơn. Rồi. Chào cả nhà. Mấy anh em mình đang đi trong đó, đó. Tâm Anh Giang với clip. Khu này của xã Bình Sơn, huyện ở thị xã Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Thì Bình Sơn chỗ này cách cái Bình Sơn chỗ hôm qua nó xa, với nó một con sông lớn nữa, phải qua đò. Nó nói chung là của xã Bình Sơn nó rộng lắm, nhưng mà nó cách nhau xa lắm, chứ không phải là mình nói Bình Sơn là chỉ có một khu vực nha. Bình Sơn nó nhiều khu vực lắm, mình đi hầu như Bình Sơn mình đi còn 6-7 khu vực gì đó, nếu mình đi giáp hết là phải một tuần hơn mình mới đi giáp hết được. Rồi vô thăm cái bẫy nè, bây giờ thăm bẫy dính bẫy rắn nữa nè. Ủa không đâu có đặt lại hả anh Giang? Không có đặt lại không? Ở đây mất ráo rồi. Thăm lội vô thăm cái bẫy dính rắn bự tổ. Cũ quá gì nhận không nổi. Cái không nhận diện nổi luôn hả? Người nhân diện là da rắn. Da rắn. Chính xác rồi. Chính xác. Hết được phải. Hết được phải. Da nhiều quá. Khác quá. Quá cũ rồi. Đây là dây sáp nè. Cảm ơn dây hậu sáp. Cái nguyên con là mới được hả? Nguyên con. Hậu sáp. Con này cũng nửa ký à. Nửa ký. Cái này. Hậu sáp mình nhìn dễ biết lắm.
nhìn vô là nó bóng lên liền luôn á, nó bóng lên nè, thấy không, nó bóng lưỡng nè, với cái lớp vải vải lừa vải bụng đó nè. Đây bầu bầu luôn rồi. Cái này dây đầu, còn này dây bụng nè, nó sẽ nằm ngang vậy nè, nó chứ nó không có độ cong. Dây hổ ngựa rồi nó có hơi độ cong nhẹ, còn này độ cong nhưng mà nó hầu như nó mình nhìn nó thẳng luôn. Rồi nếu mà hai bên đầu này nè, nó có hai vết tì màu hơi sậm màu hơn tí là dây hổ dện, nhưng mà dây hổ dện với hổ ngựa mình nhìn vô nó không có bóng như vậy, còn này mình nhìn vô là bóng liền. Con này chắc nửa ký á. Anh Giang đang kiếm bên gò đó, rồi mà anh qua đây. Thường thường một cái lớp da nó sẽ lột, nó sẽ nằm gần một cái hang. Cái hang đó nó nằm nó dưỡng lột nó mới ra để nó lột. Có nghĩa là vòng vòng đây nó sẽ có cái hang nè. Cái nèo nãy cái lớp da nằm vậy nè đó, rồi mình để tìm cái hang đó, nó dễ lắm. Cái hướng đầu nè là cái hướng hang đó, còn hướng rắn nó sẽ đi hướng đuôi, nó sẽ lột ra hướng đuôi, có nghĩa là nó từ cái hang nó lột ra đi ra. Nó là hướng hang nó nằm khu bên đó đó. Con này nửa ký không anh Giang? Nửa ký không? Cỡ con qua luôn. Này anh tìm chưa được cái hang nó, chưa tìm ra. Đáp đâu rồi. Giang ca bó tay. Hang này là của cái hang của lớp da cũ. Rồi, cũ quá, nên nó cũ ấy đã. Rủi luôn hả? Rủi luôn. Trời ơi. Có cù lự vậy mới được hả? Lội lội xong sâu bắn nữa rồi. Bởi lớp da bự. Tâm nó bên đó nó phát hiện hang bên đó có lớp da bự bên đó đó. Giờ một là mình lội kinh, hai là mình qua cầu đi vòng. Chắc phải đi vòng quá. Kinh này nước phân dịch không à.
này mình lội cũng cũng được đó, nhưng mà lội xong rồi về nghỉ 2-3 bữa. Rồi lần trước mình lội một lần rồi về cảm luôn, đi nắng nè, mình lội không quen á, lội xuống về cảm luôn 2 ngày nằm chỗ không đi đâu được á. Bây giờ chịu khó đi vòng đi cho chắc cú. Đây nè, chỗ hồi sáng mình phát hiện lớp da rắn độc đây, còn tâm thì ngay có lùm cây lùm tre cao cao trên đó đó. Giờ mình phải đánh cái vòng qua cái nhà này, chứ mình băng ngang thì gần hơn, nhưng mà không được. Trời ơi, lớp da bự, da bự đụng bự bự chán vậy nè, nè để chung luôn không. Đâu có nắng đâu, đâu thấy rõ đâu. Đất này cứng quá mà trồng xả. Đâu có gì đâu. Nó đâu nở nổi. Không nổi. Không thôi. Sao mình cái máy bơm nước nó kêu lớn quá, hơi ồn. Ui, nó có thằng bình nước. Lên 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 lên. Tôi cho nó biết rồi coi. Ui, hơi kinh rồi. Tôi chỉ biết rồi coi. Bứng lên luôn. Dạ. Có ngắt không? Hả? Ngắt không? Lít cũng đi vòng theo luôn hả? Cậu cái hang nó bự quá. Cậu trai luôn. Chắc nó thông xuống hành giang dưới luôn quá. Cái này mà con rắn này mà bắt được rồi bự lắm rồi, da bự mà. Đi vòng lại gì đó. Nó đang vòng vòng vậy nha.
đánh cái dòng này nè. Để cho anh gian cây cứng cứng lên anh đo. Thông là kinh luôn rồi. Còn đang đi nè. Còn được lắm mà. Chém ra luôn. Ủa sáng mấy kinh rồi. Có con ngách ra không? Không. Cầm lắm này lít. Hên á. Nắm nắm nghỉ lại nó Giang Cai. Dễ cái đầu trên sáng này ta. Đầu trên. Ê, chấn nó nghỉ ra Giang Cai. Để nó lút xuống nước. Để lên lên. Ra ra dội, ra dội luôn anh cho khác. Lên anh á. Cắn, cắn, cắn. Thôi thôi được không được Giang Cai, không được, từ từ bắt ra đi. Con này hả, từ tí 3-4 nha. Mình đào mấy bụng bên đó gặp nó là biết nó đi rồi. Còn đi không? Bởi vì cái sáng mấy kinh này mình không khéo là mình dễ gì mình bắt được mấy rắn ra. Đó mà lỡ mà có cái ngách thông ra nữa dễ gì mình đào dồn từ từ có nó ra kinh này. Được rồi. Ê, bự, cái đầu bự lắm. Không bằng con qua ha. Ôi, nhỏ, cũng đã quá. Vô, lít. Qua ba cái bộ bình luôn nè.
ký rưỡi, ký rưỡi về còn ký ba, ký ba. Hồi nhìn cái lớp da này mình tưởng nó bự hơn luôn chứ. À nhà con cũng được ký ba, hên quá. Bắt đường rắn đẹp quá, mà cái chỗ này nó hơi ồn, với tụi mình cũng không dám lớn tiếng nữa. Sát bên mấy sau nhà của người ta, mình sợ động với người ta rồi mới không phiền hà nữa. Đợt này là hết luôn hả anh Trang? Còn hả? Chưa nở. Còn chưa nở hả? Còn chắc còn có 2-3 ổ gì chưa nở hả? Trời, còn đi nè. Hai ổ. Con này khôn. Con này bỏ chạy rồi. À, chiếc này nhiều ạ. 2 con, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. 8, 9, 1. Con này. Có giờ anh không à? Hết con ngựa rồi. Ở giờ quá lợi rồi, mình bắt 2 con thả là quá trời. Lời quá lời. Chạy ra đường đi chứ. Rồi anh em mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Bắt đi 2 con rắn độc, thả lại 8-9 con gì rắn không độc. Lời, có lời. Mấy con? Ai biết nãy anh nói nhiêu? Nãy bác bắt mấy con hổ? 2 ở 1 à? Biết mơ màng tại 2 lớp da. 2 lớp da cái mình nghĩ 2 con không? Một lớp da nhỏ mới với một lớp da cũ mà bự. Mình bắt chỉ lượng lớp da cũ à.